Dạ vâng, hôm nay mình xin mời khách hàng chiêm ngưỡng sản phẩm của một khách hàng ở tại Tuyệt Tình Cốc, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Xin chào tất cả quý vị khách hàng, mình là xưởng mộc Phong Nhàn Mạo Khuê, kênh YouTube là Đồng Chiều Vlog. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng một chiếc bàn thờ Phúc Mai chân 24 và một chiếc bàn gầm. Tất cả đều bằng gỗ mít lõi 100%. Và ngày hôm nay thì mình giả cho khách ở Tuyệt Tình Cốc, An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng một chiếc mẫu bàn thờ rất là đẹp, khá là to. Chiếc bàn thờ này thì là dài 2m17, rộng 1m07, cao 1m17, cộng với một chiếc bàn gầm dài 1m17, rộng 68 phân. Cả hai chiếc bàn gầm và chiếc bàn thờ đều theo mẫu com lê, mẫu Phúc Mai và đục rất là cầu kỳ, rất là nét, đục máy sửa tay, rất là đẹp. Và một số phụ kiện trên mặt bàn thờ thì ngày hôm nay mình cũng xin giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng một chiếc bàn thờ VIP như vậy, với lại một cái giá cả rất là phải chăng. Nếu như khách hàng nào có nhu cầu thì xin liên hệ với mình là xưởng mộc Phong Nhàn Mạo Khuê, Đông Triều, Quảng Ninh. Số điện thoại Zalo 0972 015 205 để mình được tư vấn cụ thể hơn về cái sản phẩm này. Sản phẩm này là một cái sản phẩm như mình nói lại là rất là VIP, với kích thước dài 2m17, rộng 1m07, đi đôi một chiếc bàn gầm. Xưởng của mình thì có rất nhiều mẫu, xin mời các bạn vào kênh YouTube Đông Triều Vlog để được xem nhiều những sản phẩm đa dạng và phong phú hơn, để chúng ta có cái sự lựa chọn cho riêng mình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video, mong mọi người ủng hộ kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn.